Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với channel Bức Thư Gaming. Mình biết là các bạn đang rất là hóng cái game này, nhưng mà có điều ấy là mình đã phải chơi lại từ đầu các bạn ơi. Lần trước sau khi mình vào lại á thì cái cuộn băng đầu tiên nó đã bị mất các bạn. Mình chẳng hiểu lý do tại sao luôn, cho nên là mình rất là bực và mình đã gọi là để nó qua thêm một ngày nữa. Và mình quyết định chơi lại từ đầu luôn. Nói tóm lại là chơi lại từ đầu thì mình thấy khá là nhanh. Khi mà chúng ta đã hiểu được rồi thì nó rất nhanh. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vào trong tay này. Nhưng mà bây giờ mình đã lấy được hai cục băng rồi các bạn ơi. Mình lấy được hai cục băng rồi. Chắc là mình nên cắm cục băng vào luôn nhé. Và cái âm thanh vẫn rất là đáng sợ. Mình sẽ cắm cục băng này vào luôn. Cái này là đã nghe rồi nhá, cục băng đầu tiên là mình đã nghe rồi. Cho nên skip qua cục băng đầu tiên này. Rồi. Bỏ qua cục băng đầu tiên này. Ở đây là mình có thể lấy được con cá này. Rõ ràng là mình thấy ở chỗ cánh cửa này đúng là có một cái gì đó đúng không? Vẫn có một cái gì đó chấm hỏi đúng không? Đường này không thể nào nhầm lẫn được. Lúc mà đóng cửa lại thì nó chẳng có vấn đề gì cả. Ấy, nhưng mà đây, khi chúng ta nhìn ngang như vậy chúng ta sẽ thấy một cái dấu chấm hỏi ở đây. Không hiểu lắm. Rồi. Nhưng mà game này không phải là khi mà chúng ta nghe những cụm băng thì ông này mình không biết chắc nha. Mình không biết là khi nghe những cụm băng nó có xảy ra giữa cái hiện tượng kinh dị hay không. Nhưng mà khi mình nhặt những cụm băng ấy thì nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng rất là đáng sợ. Rồi. Lần này là mình phải chơi không ngừng lại luôn. Mình phải chơi và không ngừng lại các bạn ơi. Nếu không là cái xếp nó sẽ bị cái xếp mà của những cục băng ấy 1/7 này nó sẽ bị mất đi luôn. Và chúng ta không thể lấy lại cục băng được. Rồi. Nhét cục băng vào. Đấy, đồ đạc trong kia sẽ rớt. Đây là cụm băng thứ hai, cụm băng thứ hai cũng đã nghe rồi nhớ vậy. Mình sẽ bỏ qua. Quay, cái cửa thực sự đóng lại rất là đáng sợ. Cái cửa rất là ghê. Cụm băng thứ hai đã nghe rồi nhé. Rồi. 2/7. Wow, kinh quá. Bây giờ ấy mình có thể nghe luôn cụm băng thứ ba. Vẫn hiện lên dấu chấm hỏi là như thế nào ta. Nhưng mà tạm thời mình sẽ chưa làm như vậy nhá. Chúng ta sẽ đi thu thập cụm băng tiếp. Bây giờ mình đang có trong tay một cụm băng này. Lần trước là lúc mà mình quay lại ấy, lúc mà mình quay tập tiếp theo chứ, mình phát hiện thêm một chỗ mới nữa các bạn. Lúc mà mình đi về cái nhà mà của cái ông chủ đất ở chỗ này á, mình phát hiện thêm một cái nơi khác nữa. Đây, ở gần cái chỗ nhà của cái ông chủ đất ấy là có một cái bãi rác các bạn ơi. Và mình cũng đã đến đó thử rồi. Nhưng mà lúc mà mình đến đó nó xảy ra một cái hiện tượng kinh dị. Cho nên lần này mình sẽ không cắt đi cái đoạn mà mình lái xe nhé. Đây. Rõ ràng là khi mà chúng ta đang ở trên đường như thế này này, tiếng động tạo ra rất là ồn. Đây, tiếng động tạo ra ở đây rất là ồn nha. Nói chung là cái con đường này cũng ngắn, chỉ cần mà mình nhớ đường rồi là mình chạy khá là nhanh thôi. Mình đã cảm thấy quen với lại cái game này rồi. Không hiểu sao lần trước mình lại làm nó chậm như vậy. Rồi. Chút nhá, qua con đường bên đây. Nhưng mà hiện tại là mình chỉ biết chỗ của 5 cụm băng thôi. Còn 2 cụm băng còn lại mình không biết nằm ở chỗ nào. Đây, ở gần bãi rác là có cụm băng này. Không biết là trong nhà ông chủ đất có cụm băng hay không. Đây, bãi rác này là không hiểu sao lần trước mình lại không nhìn thấy. Vào khu chứa rác không? Ở trên là vào và tận hưởng các bạn. Có cái gì ở chỗ rác này để chúng ta tận hưởng đây. Rồi. Mình nghe thấy tiếng xe. Không, từ từ đã. Rồi, ở chỗ này có màu đỏ này.
Đúng mà mình edit video mình thấy là những cái chỗ mà có màu đỏ như thế này ấy, là những cái chỗ mà có cục băng các bạn. Đây, và trên cái chỗ xe này có một cục băng này. Là cái xe của ai ta? Mình thấy cái xe này ở lúc trước rồi sao ấy? Lúc mà mình lấy cái máy ghi âm lại á, mình thấy là có người lái cái xe này. Rồi bây giờ ấy, mình sẽ rồi. Ở đây có lũ chuột này. Và bên đây là chìa khóa đã bị khóa lại. Lũ chuột thì mình sẽ cho nó ăn đồ. Đây, cho nó ăn cá. Mở ra, cho nó ăn cá. Cá này là cá bị thiêu và lũ chuột đã gọi là tự luôn. Cũng may là mình không ăn. Tại sao nó lại có sếp ta? Cái sếp nó hoàn toàn vô dụng. Có khi nào là chúng ta sẽ bị đuổi và bị làm cái gì đó xong rồi game over và chúng ta phải chơi lại không? Có cái gì để mở không? Chẳng hạn như máy ghi âm. Ở bên đây chắc chắn là có một cái chìa khóa các bạn ơi. Nhưng mà mình không cách nào để lấy được chìa khóa đó cả. Không biết làm như thế nào để mở được cái móc này. Vậy là vẫn còn rất nhiều bí ẩn ở cái khu rác này. Còn cái nhà của ông chủ nhà thì chắc là không còn cần phải vào đó nữa đúng không ta? Rồi, bây giờ mới là có sự đáng sợ thực sự xảy ra đây. Mình thực sự là đây là lần thứ hai mà mình đi từ cái khu rác về cái trạm phát sóng. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là sợ. Cái game này công chuyện hay thật. Bây giờ nó chưa xảy ra đâu. Các bạn còn nhớ lúc trước mình lấy cái băng. Nghe rồi. Nó đấy các bạn. Nó đấy. Nó còn chưa xuất hiện. Nó đợi mình phải đi tiếp. Nó mới xuất hiện. Khốn nạn. Lúc trước là khi mình lấy cái cục băng ở cái chỗ mà máy bán hàng tự động ấy, lúc mà mình ra mình sẽ bị đụng vào một con heo, con lợn. Đó, bây giờ nó cũng sẽ giống như vậy, nó xuất hiện những cái hiện tượng ở trên đường khủng khiếp. Rồi các bạn chuẩn bị tinh thần nhé. Đâu rồi, chỉ là mình không thể nào chạy nổi luôn, tay đang rất là run các bạn. À! Nó đến rồi, chuẩn bị nhá. Ủa sao lần này nhanh thế? Lần trước nó còn cho mình dòm mặt cơ mà. Mất dạy. Rồi không nhìn thấy mặt đó rồi các bạn ơi. Không biết lát nữa lúc mà edit video có nhìn thấy được mặt đó không. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về trạm. Mình sẽ thử nghe cụm băng thứ ba nhé. Thật sự là mình không dám nghe những cục băng đâu. Càng nghe nó sẽ càng kinh dị hơn thôi. Mình muốn thu hết những cục băng rồi chúng ta mới nghe nhưng mà không được. Bắt buộc phải nghe rồi, chẳng biết cái máy ghi âm này dùng để làm cái gì nữa. Có cái nào liên quan đến chỗ này không ta? Mở cái này lên cho nhanh. Máy ghi âm rốt cuộc để làm cái trò gì đấy? Chỗ này cũng có màu đỏ này. Chắc chắn là chỗ này có cụm băng các bạn ơi. Không có gì ở đây cả. Mấy găm nhé. Không được rồi. Rõ ràng là những cái chỗ màu đỏ là nó sẽ có cụm băng cơ mà. Ở bên kia cần chìa khóa xe đạp. Vậy là vẫn còn một vài cái chìa khóa chúng ta chưa lấy được. Rồi. Lúc mà gắm cụm băng vào lỗ ấy thì cần phải mất vài giây để chỉnh lại cái đèn pin. Và mình cảm thấy rất là ghét những cái dây này. Có cái tiếng bẹp gì đó. Tiếng bước chân. Khủng khiếp. Nó chuẩn bị tấn công mình sao ấy. Chúng ta đã gặp con ma ở ngoài kia rồi.
Ora Chả có gì na lạ khi mà hanashi. nó vào trong đây cả. Hôm nay là どんな話が出てくるのか。Rồi tập trung vào手nghe nhé.紙を読んでいきましょう。ラジオネーム、トーコさん。お、Lại là con Toco. またまたこの方ですね。まあ、Đáng lẽ このphải トーコthấy nghi さんがngờ chứ.送ってくれる話は、幽霊の大Nó枕đã gửi話cái なnàyので、tính 3 lần rồi. 今回も楽しみですね。今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうか。これは友人が高校生だった時の話だと言います。家族が病院に入院することになり、毎日病院にお見舞いに行っていたそうです。その病院は総合病院だったのもあり、大きくて医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だったようです。ちょうどその時期は人事の時期だったのか、見たことのある看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。Sao lại thay đổi nhiều người như vậy? いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います。その看護師は家族がいる部屋の方から来たので、何気なく家族に、また新しい看護師入ったの？と尋ねると、いや、知らないよ。あ?と言われました。自分の勘違いだったのだろうか。前からいた看護師なのか、違う部屋から来た看護師なのか。記憶をたどり、出てきた部屋の場所を思い出しても、やはり家族の部屋のような気がするけど。そんなことが頭によぎりましたが、それ以上は考えないようにしていました。すると、隣のベッドの中年女性が声をかけてきました。病院だからね、いろいろあるさ。Có nhiều thứ đó là thứ そう言うgì? と少し微笑み、飴を家族と私に一つずつくれたのを覚えています。Quán rất là tỉnh. とてもにこやかで感じのいいおばさんでした。数日後、見舞いに来ていたら遅くなってしまい、面会時間もあと少しという時間になっていました。トイレに行き、家族に声をかけてから帰ろうと部屋へ向かっていた時です。家族がいる部屋のドアが開いたかと思うと、この前見た看護師が出てきました。なぜかとっさに隠れてしまい、様子を見ていると、一緒に出てきたのは家族の隣のベッドのおばさんでした。看護師と手をつないで歩いていきます。すぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でふらっと部屋を出て行ったというので、慌てて追いかけました。おばさんと看護師が見え、後ろから「おばさん、おばさん」と声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。看護師ももちろん後ろを振り返ることはなく、二人で歩いていきます。エレベーターの前で二人が止まったので走って追いかけ、ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと落ち着き、エレベーターの中でおばさんの腕をつかむことができました。おばさん、大丈夫？そう言うと、看護師はこちらをぎろりとにらみ、消えていきました。À. エレベーターには何も覚えてÔi, いsao ないtiếng おtự ばnhiên さlớn んhơn vậy? と二人だけで乗っており、B2 のボタンが押されていました。Có dưỡng mắt 後chưa? から知ったのですが、地下2階は霊安室でした。あの看護師はおばさんをĐóどこに連れて行くつもりだったのでしょう。là... Đó là một người. Rất là kinh. Con y tá đã biến mất rồi. Vậy có cái tiếng rè rất là kinh đó đoạn cuối nha. Tại nó mất đi cái dấu chấm tha chấm hỏi đây là sao đó. Mình sẽ đi kiểm tra một vòng trong đây nhé. Và chúng ta cần phải dạy được câu đố của cái máy ghi âm thì chúng ta mới tìm được những cái khác như vậy cơ. Bây giờ mình chỉ còn có hai cuộn băng thôi à. Chẳng lẽ lúc mà mình nghe xong hai cuộn băng này sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Mình nghĩ là chúng ta có thể thu thập hết toàn bộ những cuộn băng trước khi mà chúng ta nghe chứ gì?
còn thiếu chìa khóa xe đạp. Rồi, trong phòng này không có gì xuất hiện cả. Vẫn còn thiếu chìa khóa của xe đạp này. Ở cái khu rác vẫn còn một cái chỗ để chúng ta vào. Mình nghĩ có lẽ là đó là cái chìa khóa xe đạp đấy. Ở ra ngoài nhé. Mình không nghĩ là chúng ta nghe hết những cụm băng có thể giải quyết được vấn đề đâu. Vẫn ở trong đây. Thời thử đi ra xung quanh xem. Ôi tưởng có người nào đang đứng đó chứ. Chìa khóa xe đạp đây. Làm thế nào để có thể gọi lấy được chìa khóa xe đạp mình cũng chưa biết nữa. Giờ mình thử đi ra ngoài để tìm kiếm xem là chúng ta có thể lấy được cụm băng nào khác không nhé. Thôi mà tạm thời chúng ta cứ thử nghe hết xem. Hy vọng là đừng có bị cái gì hết nhé. Mình có cảm giác như là chúng ta càng nghe những cụm băng là chúng ta càng bị đưa đến một cái thế giới khác hay sao ấy. Rồi, ba thứ tư tử thần đây. Mình phải đứng ở đây để cảnh giác nhé. Xem xung quanh xem có chuyện gì xảy さらっかきも。のホラーの話。はい、今回もこホれ、ラーのちなにお手あいまぬ紙く読んぶん。でいきますよ。ラジオネーム、とうこさんからの手紙です。この方、おなじみになってきましたね。今回はどのような話なのでしょう。最近知り合った同じバイトのこの話。兄弟が入院し、気持ちが下がっている日々、その子は兄弟のためにと毎日病院に通い一生懸命看病していた。すいません、いつもと同じ人ですよね。ああ、やっぱりちゃんと東子さんですね。あ、すみません、いつもと書き方が違うので違う人かと。Cách viết あ、khác はrồi, いはい、không có thể続nào けmột まcách すviết khác ね。được. いつものように病院へ行くと、兄弟の担当医が部屋の前に立Nhìn vào っcách ていviếtた。là mình sẽ病đoán ra được cái đó là 室に案cùng một内さngười れ、chứ không có chuyện mà như医vậy者được. の重々しい口が開いた。もう長くはない。もって1ヶ月程度だと。兄弟の病室に行くと、あ、すいません。あ、変なところがカタカナになっていて。続けますね。病室に行くと、兄弟はいつものように笑っていた。それからは時間がある時は少しでも病院に行くようにした。そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、医者に宣告されてから3ヶ月が経とうとしていた。その日はいつもより少し寒かった。病院へ向かう途中、小さな男の子に声をかけられた。お母さん？と。違うよ。そう言うと泣きそうになったため、男の子のお母さんを探すことにした。すぐにお母さんが、ミツ？また変なところがカタカナですね。あ、ミがカタカナでした。すいません。続けます。お母さんが、見つかり、男の子を渡した。去ろうとする私を見て、男の子のお母さんが、疲れているみたいだけど、大丈夫ですか？と、声をかけてきた。家が近いから、休んでいってください、と。自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに気づき、お言葉に甘えて、家に少しだけお邪魔するようにした。お茶とケーキを出してもらい、久しぶりにほっと息をついて休んだ。そんな甘い時間は風のように過ぎ去っていったようだ。時間、大丈夫ですか？
と声をかけられ、はっと時計を見たときには、面会時間まであと1時間という時間になっていた。ほんの少しいたつもりが、そんなに時間が経っていたのか。ここから病院までは30分かかる。すぐに家を出た。挨拶をきちんとしなかった。そう思い振り返ると、そこに家はなかった。じゃあここにあるのか？しかし気にする暇はない。急いで病院に向かっていると、携帯電話が音を立てた。ポケットで小さく鳴った音に私は気づかなかった。病院に着くと、ドアの前に兄弟に似た小さな男の子が立っていた。不思議に思って近づくと、男の子が、僕が苦しくて痛かった時、何してたの？そんな風に言ったような気がした。慌てて病院に入ったが、もう手遅れだった。私は兄弟の名を叫び、大声で泣いた。どうして？その瞬間、何かが私の中にスーッと入ってきた感覚があった。おいろはよ。それから兄弟は私のそばで私をずっと見ている。ずっと。何なのよ。あ！怪的。Âm thanh cuối nó có cảm giác giống như là nó đã gọi là đúng như trong cuộn băng luôn, là có cái gì đó nhập vào ấy. Cảnh giác xung quanh á. Có cái phòng này là mình cảm giác là nó an toàn thôi. Ok, không có gì xảy ra chứ. Mình nghe thấy có tiếng đồng hồ. Ta có làm được gì ở đây không ta? Ở đây không có màu đỏ nhá. Nếu không có màu đỏ chứng tỏ là chỗ này chúng ta không sử dụng được cái gì cả. Ở đây cũng không có màu đỏ luôn. Nếu mà có màu đỏ thì mình có thể sử dụng được cái gì đó. Giờ cái IT của mình chỉ còn đúng cái máy ghi âm thôi à. Ra ngoài xem nhé. À, khá là cảnh giác cho nên là hầu như mình không thể nghe hết được cái câu chuyện đó. Có vẻ như là xung quanh không có gì hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cùng bản tiếp theo nhé. Bấm này chỗ lẹ đi. Tiếng gì vậy? Tiếng gì vậy? まさきのホラーの話。Tiếng gõ cốc 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 của ai vậy? 最近このラジオの反響がすごくて嬉しいばかりです。ありがとうございます。Tiếng gõ cốc とcốc いうcủa こđâu とvậy? で、今回も読んでいきますよ。はい、今回もおなじみラジオネームとうこさんからです。Biết ở đâu các bạn ơi. いつもみたいに誰のお話か今回書いてませんね。まあ、読みますね。両親Mình nghe なんthấy tiếng てgõ cửa. 最初Các かbạn có らnghe thấy いなkhông? かった、そう思っている。弟を私Yeah. 守らないといけない。え。それだけだった。私には弟しかいなかった。友人も親戚も誰も私のカタカナですね。前の手紙でも何個かありましたね。読めないことはないんですけど、気にしていると話が止まってしまうので、できる限り気にせず読むようにしますね。続けます。私Đứa khốn もkiếp nào đang gõ cửa vậy?周りには誰もいない。いや、いなくなっていた。気づいた時には弟と二人だった。許せなかっTiếng gõ た。cửa là phát ra từ cái何máy もluôn. かも私Chẳng nghe の、được cái câu chuyện này luôn.
私の怒りはすべてに向いていた。みんな不幸になればいい。そう思った。いつも決まった時間に手紙を書いた。Có phải là nó vừa nói là những đứa mà nghe lá thư này của nó đều trở nên bất hạnh không? そうした手紙は相手に響く。相手の読んだ時の顔を見るのが好きだった。私たちの世界へごちそう。わあ、đúng thật rồi các bạn ơi. ああ、世界へごちそうか。あ、やっぱりカタカナ入ってると読み間違えちゃいますね。カタカナ là mình cũng không đọc được. Biết đọc nhưng mà vẫn đọc bị bắt. 弟はいつも私の隣にいる。心配そうな顔をして、そんな弟の手を私は握る。弟が眠ってしまった。Lát nữa hết cũng băng mà mình vẫn nghe tiếng gõ cửa là mình sẽ đi tìm nó gõ lên đầu nó. 苦しみも苦しみ？ああ苦しみですね。苦しみも悲しみもすべて忘れて私と共にみんな行こう。私の周りではよく人が亡くなる。私のせいなのだろうか。ほら、あなたにも会いに行きますよ。Đâu, mày tới đây gặp tao thử xem. 下の方に何か書いてありますね。手紙読みましたか？あ、全部カタカナで書いてありますね。手紙読みましたか？ですかね。でも手紙ってこれのことじゃないですよね。何のことでしょう。手紙ちょっと探してみようと思います。あったらまた次回読もうと思います。Quay lại các bạn. Mình có nghĩa là mình chưa lấy được lá thư. Tiếng gõ cửa bắt nguồn từ đâu thế? Ê, nhìn vào vô không thấy nó đâu cả. Phải thằng này gõ cửa không? Không phải à? Rõ ràng là nghe tiếng gõ cửa nó mà ở trong đây là nghe nha. Ê. Cửa sao tự đóng lại à? Có khi nào á, đáng lẽ là mình phải mở cửa ở chỗ này không? Đáng lẽ là mình phải mở cửa ở trong nhưng mà mình lại đi ra ngoài mình xem. Cho nên là nó mất đi không? Thử kiểm tra trong đây nhé. Trong tủ lạnh à, không có trong tủ lạnh rồi. Trong đây vẫn đâu có màu đỏ gì đâu. Không phải à. Ra ngoài nhé. Thì lại chỗ này à. Vẫn không có gì ở đây cả. Không biết là đứa nào gõ cửa nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải đi tìm cái nơi mà để gắm cái máy ghi âm này vào. Máy ghi âm này hiện giờ không có cái gì khác cả các bạn ơi. Chỉ phải cầm máy ghi âm lên được thôi. Lúc đầu mình tưởng có thể nghe được những cái gì còn sót lại trong đây nhưng mà không có. Vậy là chúng ta cần phải tìm cái chỗ của cái máy ghi âm này rồi. Rồi, tạm thời mình sẽ đi tìm thử nhá. Quả nhiên là mình vẫn thấy nghiêng chỗ này. Ô, gì á? Giữa cái lá rất là kinh các bạn ơi. Mình vẫn thấy nghiêng chỗ này. Chắc là phải có gì đó.
Hả? Hóa ra là thảo nào đúng rồi các bạn ơi, những cái chỗ màu đỏ chắc chắn là phải có cùng băng rồi. Rồi. Ôi, mình sẽ tin tưởng cái thằng đó, nó không hù mình mà nó chỉ muốn cho mình biết là chỗ đó có băng thôi. Hy vọng là vậy. Rồi. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ gọi là cắm cuộn băng vào. Chưa biết là cái máy ghi âm để làm gì. Cắm nhá. Vẫn đứng ở chỗ quen thuộc này. Bắt đầu rồi. Onikawa Masaki です. 前回のラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、なんと手紙ありました。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで、今回はこの手紙読んでいきますよ。前回に引き続き、今回はどのような話でしょう? Nó là thằng này tính đọc lá thư luôn nha. 毎度おなじみラジオネームトウコさんからのお話です。今回はタイトルのようなものもあるようですね。では早速タイトルから読んでいきましょう。Rồi lá thư đó không thể nghe được đúng không? Quan bị dừng lại giữa chừng rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Vasaki sau đó vậy? Có vẻ như Vasaki đây chuẩn bị đọc lá thư ấy. Và Vasaki nói rằng là nó bị kẹt vào sắp tài liệu. Có khi lá thư vẫn còn ở đó nên mình thử xem sao. Sắp tài liệu rồi. Đừng có nói lá thư ở đây nhá. Quầy, lá thư ở đây thật rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta không nên đọc lá thư ngay bây giờ. Nhưng mà chúng ta chưa lấy đủ những cuộn băng. Thì đợi bây giờ chúng ta sẽ thử đi tìm vừa cuộn băng nhé. Còn một cuộn nữa thôi. Và chúng ta vẫn còn một cái giỏ ở ngay cái thùng rác. Ôi khoai đã. Có ai đó đúng không? Mình nghĩ là nếu mà chúng ta không lấy đủ những cuộn băng thì sẽ bị bắt em. Cho nên là đợi sau khi mà mình lấy đủ những cuộn băng đi rồi sau đó tính tiếp nhé. Vậy có ai đó đúng không? Cái đầu là thằng em trai không? Không, sao giống mặc váy vậy? Thằng em trai không thể nào mặc váy được. Đứa nào nhảy xuống thế? Một cái con mặc váy bạn ơi, vào tay của nó giống như là những cái mà miếng dẻ chùi son ấy. Ở đây là có một cái chìa khóa rất là to, chìa khóa xe đạp to như là cái nồi vậy. Rồi đừng đó là kêu mình mở vào trong nhé. Mất rồi. Đây là cái gì đây? Kẹp gấp à? Mình lấy được một cái kẹp gấp. Biết nó có liên quan gì đến cái bãi rác không nữa. Mình phải gấp cái chìa khóa trong đó ra hay không? Leo lên. Tại sao lại? À coi, cứ leo lên đi. Nhiều khi mình leo lên bị đẩy xuống của công trường. Mình có thể xuống được không? Đây là gì đây? Băng nó bị tua ngược à.
băng. Trước giờ mình tay nhặt được những cục băng bình thường không mà đây không có nhặt được cục băng bị tua ngược. Rồi vậy là mình có thể an tay thoát ra. Mình có tưởng đây là cái tháp ở trong Jojo chứ. Một khi mà đã bước vào là không ra được, phải có một đứa khác bước vào mới ra được. Cái con kia đẩy vừa nhảy xuống nữa. À, mình vẫn cảm thấy khá là ghi cuộn băng này các bạn ơi. Sao lại ghi là cuộn băng tuôn ngược. Để nhá, để an toàn hơn thì chắc là mình sẽ đi đến cái chỗ khác để kiểm tra thử. Ờ đó. Khóa rồi móc được không? Quay đó. Cái này có ghi gì không không à? Thì có cái dấu gì đây? À, một cái lỗ hổng á. Đó là chúng ta sử dụng đồ gấp để ráp chìa khóa này đúng không? Trời ơi. Gấp được chìa khóa rồi. Đầu máy ghi băng. À. Ồ. Mình có thể dùng nó để tua ngược cuộn băng lại. Cuộn băng đã được sổ rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy hình như là mới xếp lại sao ấy. Vậy là mình có hai lựa chọn các bạn ơi. Một là mình sẽ cắm cuộn băng này vào để nghe và thu thập đủ bảy cuộn băng. Hai là mình cứ cầm cuộn băng này và đọc cái lá thư. Đứa nào tốt bụng thế, để cái máy kế bên cục băng, để cái máy ghi băng kế bên cái lá thư. Chui thật các bạn ơi. Rồi giờ rốt cuộc vẫn chưa biết cái máy ghi âm để làm cái gì. Chơi cục băng đã được sửa không chơi chứ. Quỷ quyệt Tonako, em trai chìm trong lửa, em gái phun khói xanh. Tonako chẳng thể làm gì. Tonako bỗng đi một mình, chặn một tia sáng trong bóng tối bao trùm. Ở đằng ấy là quái vật chăng? Có mời gọi nó cũng chẳng động tĩnh. Khuôn mặt xấu xí không thấy chút vết gì. Phía trước chẳng có chút ánh sáng nào, cũng không thể đuổi theo con thỏ trắng. Một mảnh xương của một kẻ lang thang ngày càng méo mó, là ta hay là hắn, kể cả khi ở bên thứ quái vật. Mình vẫn chưa đọc kịp các bạn ơi. Ê, lá thư đâu rồi? Chắc Masaki đã tự sau khi đọc xong cái này. Mình cũng biết bài thơ ấy có chứa thứ năng lực gì, nhưng mình cần phải điều tra về nó. Ngày mai mình sẽ đem giấy ấy đến cảnh sát. Hôm nay cũng đã trễ rồi, có lẽ mình nên trở về nhà thôi. Rồi, về nhà nhé. Nếu các bạn nào đọc xong được bài thơ đó rồi thì hoặc là đọc không xong thì bấm nút dừng video lại ở chỗ đó để đọc nhé. Mình không đọc kịp và mình cũng chẳng muốn đọc nó lên đâu. Cái là máy ghi âm là để ghi lại mọi thứ mà cái thằng này đã điều tra. Thôi, mình không biết là dùng máy ghi âm như thế nào, nhưng mà chúng ta tạm thời về nhà đi. Không còn gì để làm ở đây nữa, về nhà không, về nhà chứ. Hey. Sao là kết thúc một đêm mà dường như nó không kết thúc. Vẫn còn đang trong đêm cơ chứ. Một buổi sáng. Haruo là tên của thằng nhân vật chính à. Anh của Onikawa Masaki đã đem đến cho tôi một cuộn băng. Rồi nói rằng chỉ cần nghe nó anh sẽ rõ lý do vì sao Masaki chết. Tôi đã cùng Haruo nghe thử đoạn băng ấy, nhưng thử bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không nghe được gì. Cuộn băng chẳng ghi âm thứ gì cả. Haruo trông rất hoảng loạn, tưởng rằng anh ta đang đứng đó rồi.
lẩm bẩm không thể nào. Thì bất ngờ anh ta rút ra một rồi đưa cho tôi một mảnh giấy. Quầy đọc cái này thành tiếng thôi. Tôi bảo rằng thật ra vẫn còn một đoạn ghi âm sau lưu cái này. Tôi nhận lấy mảnh giấy, còn Haruo rời đi. Và nếu mà mình không có máy ghi âm thì nó sẽ ra một cái end khác nữa. Tôi nhận lấy mảnh giấy và Haruo thì rời đi. Anh ta có ánh mắt rất là nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng có khi nào anh ta muốn đùa với cảnh sát chúng tôi không? Không thể nào có chuyện chỉ cần đọc một đoạn thơ trên mảnh giấy mà khiến người ta chết cả. Nhưng nếu nó là sự thật, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì nó sẽ là một thực sự kinh hoàng. Khi tôi xem kỹ tờ giấy này thì bỗng cấp dưới đến. Senpai, anh đang xem gì vậy? Thì hình như có ai, hình như ai đọc đoạn thơ này thành tiếng sẽ chết đấy. Hả? Lại mấy thứ máy tính à? Này Senpai, anh thử tin vào nó à? Cấp dưới nói vậy rồi cười ầm lên. Senpai, sao anh không đọc thử nó xem nào? Tuy bị nói vậy nhưng tôi không có tâm trạng để đọc nó. Tốt nhất là không nên đọc. Tất nhiên tôi cũng chẳng tin gì về nó. Senpai sợ đúng không? Vậy để em đọc nó cho nhé. Cấp dưới của tôi vừa cười vừa nhận lấy mảnh giấy ấy. Rồi phải đọc một hơi từ đầu đến cuối. Chẳng có gì xảy ra khi ấy cả. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có cái gì xảy ra đâu. Nhưng tôi cũng cảm thấy có chút nhẹ lòng. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có khi là trò đùa của người khi nãy thôi. Đó là khoảnh khắc mà tôi còn chưa kịp nói câu ấy. Bỗng cậu cấp dưới gào thét khóc khóc rồi rụt xuống tại chỗ. Cậu ấy cũng mãi mãi không trở về nữa. Và mảnh giấy ấy cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Cuối cùng thì bài thơ ấy là gì? Vâng, và mình đã quay lại rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ có lá thư hoặc là nhét cuộn băng vào. Nếu mà nhét cuộn băng vào thì mọi chuyện nó vẫn giống như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đọc lá thư nhé. Mặc dù là mình không đọc đâu. Đọc cái này ở buổi phát thanh tiếp theo là chữ của Masaki. Hãy đọc thành tiếng. Chữ của ai cơ? Rồi, đọc lá thư rồi. Tonako no yami. Ototo wa atsuku moe, ane wa aoki iki o haku. Mình sẽ không đọc. Tonako ni wa không nghe thấy gì hết. Hitori hanari yoku Tonako. Kuraemi ni wa hitosuji no hikari mo mienu. Asoko ni mieru wa kaibutsu ka. Manekou to mo ugoki wa sezu. Minikui tsura wa omokage mo misenu. Saki ni wa shima mo iro mo naki. Shiroki usagi ni wa tsuite wa ikezu. Samayou mono no hone hitotsu. 変わりゆくのは己か誰か怪物傍らに置こうとも鏡に映るは暗き闇落ちれや落ちあれ落ちずとても生きゆく先は何もなし. Rồi xong. Mình nghe thấy tiếng gì đó rồi. Ê, núi đen ngập lên. Nó đi ngập lên đúng không? Wow, có cái gì đó đang trồi lên kìa. Phải không? Nước đọng như thế này là có thứ gì đó đang tiến đến chỗ của mình. Wow, trông rất là tụm lợm các bạn ơi. Nhưng mà đọc xong lá thư này sẽ thấy cái này à. Thảo nào mà bọn nó la lên. Hóa ra là mấy ghi âm để làm cái trò này à. Rất là siêu các bạn ơi, chỉ cần thò tay ra bẹt cái là xong. Bẹp rụm luôn. Có hồ đoạn cuối không? Rớt cái đèn lại rồi. Tiếng gì thế? Biết ngay thế nào cũng hù lần cuối cơ mà. Khiếp. Thế nào cũng hù lần cuối các bạn ơi.
Những bình luận trên mạng xã hội về quỷ việt Tonaco. Hả? Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng Tonaco là cái gì vậy? Ơi! Cái này rất là nhiều chữ. Cái này mà đọc xong là vãi cả nồi luôn đấy. Vãi cả nồi ý ông là sao? Hình như có vài người đang muốn ngâm bài quỷ việt Tonaco ở đây. Hình như là không được đọc đó thành tiếng thì phải. Nhiều người thêm bớt cái quỷ việt của tôi đó là chả biết đọc ở đâu nữa. Anh được, tao phải làm sao người ta lựa, tao bảo ngâm tao gặp thơ đó. Rồi, đây là cái bài thơ đúng không? Tốt nhất là không nên đọc nó lên. 10. Trả lời cho cái thứ 9. Mày đừng có đăng cái đó. Nếu mày tự về đây giúp ai đó thì không hề như vậy chứ. Lỡ ai đó thấy và đọc đó thì sao? Xin là xin vĩnh biệt cũ. Rồi, cho cả nhà đọc, cho cả nhà nghe. Mày đừng có đọc cái chỗ bố. Rất là thật, các bạn rất là chân thật. Tại sao lại có rất là nhiều người bàn luận về cái này như vậy ta? Tonaco, không biết nó có liên quan gì đến cái tên Tonaco hay không. Đúng lại là cho đến giờ phút cuối cùng thì mình vẫn chưa hiểu được cái game này rốt cuộc là muốn truyền cho mình cái ý nghĩa gì. Nó có thể là nó liên quan đến những cái mà kiểu bài thơ xui xẻo ấy mà người ta hay gọi là truyền cho nhau ấy, những lá thư xui xẻo ấy. Nhưng mà đây là cái phiên bản mà nó thực sự tồn tại. Ấy, mình cũng không hiểu lắm về cốt truyện của game này, mà cũng cảm thấy khá là sợ khi mà chúng ta càng đi thu thập những cái băng ấy thì có cảm giác như là có cái gì đó đang dần bám víu vào chúng ta. Mà cuối cùng nếu mà thu thập hết toàn bộ những cuộn băng thì sẽ không có chuyện gì cả. Thế nhưng mà nếu không thu thập được hết toàn bộ thì nó sẽ đến rút chúng ta kiểu như vậy. Rồi vậy thì chắc là video này sẽ kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này hãy bấm cho mình một like đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lớp với chú để giữ được những thông báo mới nhất đến từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.